Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục lên sóng TV. Và hôm nay các bạn sẽ được giao lưu với một cái bạn nữ rất là dễ thương. Và bạn đang là chủ một cái thương hiệu thời trang về cho trẻ em. Bạn có thể giới thiệu sơ về tên tuổi của bạn và công ty của bạn là gì không ạ? Và năm nay là bạn đã có gia đình chưa và được mấy bé ạ? Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyên Kim, là chủ sáng lập của công ty cổ phần Kaio. Thì sản phẩm của mình là đang tập trung vào cho phân khúc quần áo cho bé từ sơ sinh cho tới 3 tuổi. Và hiện nay là mình đang sống cùng với chồng và hai đứa con trai. Vâng, bạn kể lý do gì bạn ra bạn kinh doanh và bạn chọn dòng sản phẩm này? Thì thực ra hồi trước khi mà mình kinh doanh về một cái sản phẩm gì đó thì mình không có nghĩ rằng là mình sẽ đi ra kinh doanh. Thực tế là khi mình lớn lên á, là mình trong đầu mình chưa có nghĩ là mình sẽ kinh doanh một cái gì đó. Nhưng mà từ khi mà mình có bé và mình khi đã là làm mẹ rồi á, là mình cảm thấy là mình muốn tạo ra một cái dòng sản phẩm nào đó mà có thể đáp ứng được cho những cái em bé của ít nhất là những người xung quanh, và mới lớn hơn là mình có thể cung cấp cho tất cả các em bé ở Việt Nam về cái phân khúc là từ bé mới sinh ra cho tới 3 tuổi. Cái quần áo sơ sinh mà từ em bé mới sinh ra cho tới 3 tuổi á, với quần áo trẻ em á, thì nó khác nhau cái gì á, để cho mọi người phân biệt? Câu hỏi này thì rất là nhiều người hỏi mình là tại sao không nói là quần áo trẻ em cho nó đơn giản mà lại nói là phân khúc quần áo sơ sinh. Thì thực tế trên thị trường á, là nếu mà chia ra bán sỉ á, thì nó chia ra hai phân khúc như vậy. Những người mà bán sỉ về quần áo sơ sinh thì họ sẽ rất là ít bán quần áo trẻ em, và những người bán quần áo trẻ em thì họ không có bán quần áo sơ sinh. Thì những người mà bán quần áo sơ sinh thì nó có một cái đặc thù rất là riêng biệt so với là quần áo trẻ em, đó là quần áo sơ sinh á, thì các bạn phải bán rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là về tã dán này, bao tay chân, hay là bỉm nè, bình sữa nè, khăn sữa nè, các cái phụ kiện khác như xe đẩy, rồi thức ăn cho bé. Nói chung là khi mà bạn đã có một cái em bé rồi, khi mà mới ra đời thì bạn sẽ cảm thấy là hình như là cái bé sơ sinh là cái nơi mà tập hợp rất là nhiều ngành. Có nghĩa là nhựa cũng có, thực phẩm cũng có, và quần áo cũng có, hay tất cả nhiều ngành. Cho nên là những người bán sỉ quần áo sơ sinh á, thì họ sẽ ít có bán sỉ thêm cái quần áo trẻ em. Bởi vì nếu mà bán sỉ quần áo trẻ em á, thì là chuyên về quần áo chứ không có chuyên về phụ kiện. Còn nếu mà bán sỉ về quần áo sơ sinh thì ngoài quần áo sơ sinh ra thì sẽ còn có nhiều phụ kiện khác cho bé đi kèm. Cái đó là sự khác biệt chính đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì khi mà bạn chọn kinh doanh cái mảng mà quần áo trẻ sơ sinh như vậy đó, thì bạn có những cái khó khăn gì? Cái khó khăn của mình á, khi mà mình ra mình kinh doanh cũng giống như các bạn khác, đó là mình không biết là làm sao để bán cho ai cả, mình không biết làm ra sản phẩm để bán cho ai cả. Có nghĩa là trong đầu mình là mình sẽ tạo ra cái dòng sản phẩm đó, nhưng mà mình không biết là sẽ làm sao để mà đẩy cái nguồn hàng này ra ngoài thị trường á. Mình không có kiến thức, mình không có kiến thức về kinh doanh, cho nên là khi mà mình tạo ra một sản phẩm rồi thì mình mới bắt đầu là mình đi tìm khách hàng, và nó cứ một vòng luẩn quẩn và nó đưa đẩy mình trở thành một cái nhà sản xuất. Có nghĩa là mình sản xuất ra sản phẩm rồi thì mình mới đi tìm người để tiêu thụ. Thì cái bài toán đó nó quẩn mình tới 5 năm. Có nghĩa là mình cứ tạo ra sản phẩm và vô tình mình trở thành một cái người đam mê sản phẩm, mà mình và vô tình mình tạo thành một cái người đam mê sản xuất luôn. Thì cứ nhưng mà làm như vậy thì mình suốt 5 năm mình cảm thấy là nó có một cái gì đó mà mình làm không có tới. Có nghĩa là mình cứ bị quẩn vào một cái vòng thời gian gì đó mà mình không có lối thoát. Mình muốn làm rất là nhiều nhưng mình không có đủ thời gian. Chính vì những cái mà phải tạo ra từ trong cái xưởng sản xuất, mình phải tạo ra xưởng sản xuất rồi mình phải đi tìm người để làm cái công việc đó, rồi mình cứ suốt ngày là từ nguyên liệu cho tới công nhân, cho tới mẫu mã, rồi cho tới khách hàng, mình cứ lẫn quẩn trong cái vòng sản xuất đó hoài. Cho nên là những cái gì mà mong muốn là nó không có nghĩa là làm được nhiều hơn cho các bé,
cấp bé thì mình không có làm được nhiều hơn, nhưng mà sau đó thì mình biết được là sau có khoảng thời gian mà mình quẩn đó thì mình biết được là thì ra là mình không có biết cái cách để mà đưa một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường, cho nên mình mới bị quẩn. Cái cách nào để bạn thoát qua khỏi cái khó khăn đó? Dạ thì khi mà mình rơi vào một cái là có nghĩa là mình quá stress vào cái vòng luẩn quẩn đó, có nghĩa là mình muốn buông bỏ đó, tại vì hình như là cái mình mong muốn nó không có được, nó không có, mà mình phải làm rất là nhiều, nhưng mà là thực tế nó không, cái lợi nhuận thì nó không có được nhiều, cho nên là sau đó thì mình mới quyết định là mình sẽ đi tìm, có nghĩa là mình cho lắng đọng hết tất cả mọi thứ lại, mình chuyển giao hết tất cả công việc cho các bạn khác, rồi mình lắng đọng mình lại thì thực ra là mình đang thiếu sót cái gì, và cuối cùng mình đi tìm con đường là mình thực ra là mình đi tìm lại chính mình, là thực ra là mình cần cái gì, mình muốn cái gì mà mình làm không được. Và vô tình hình như là nó có một cái duyên gì đó mà mình lại gặp một người bạn, và người bạn giới thiệu mình đến Be Training để học. Cái đây là thực tế là mình hồi giờ mình chưa có đi học, mà khi người bạn đó giới thiệu cho mình dạy và nói là đây là cái mình nghĩ rằng là bạn đi đến đó thì bạn sẽ có câu trả lời mà những năm qua bạn không có câu trả lời. Chính như thế là mình mới đi học. Thì lúc đầu mình đến Be Training mình học, sau những cái lớp miễn phí là có lớp 2 ngày thì mình mới nhận ra là à thì ra là đây là cái mà mình đang đi tìm, mà mình đi tìm nhưng mà bây giờ mình mới gặp. Thế là vừa xong học lớp 2 ngày thứ bảy chủ nhật là mình đăng ký luôn vào những cái lớp sau bên trong để học. Bạn kinh doanh cho tới nay được bao nhiêu năm rồi? Mình kinh doanh là khi mà lao vào sản xuất thì mình là 2012, nhưng mà trước đó thì mình đã làm thị trường khoảng 2 năm, nghĩa là khoảng năm 2010 là mình đã thám thính thị trường rất là nhiều. Các bạn đã biết khi mà mình làm cái sản phẩm này á, là khi mình mới tạo ra sản phẩm á, là mình đi phỏng vấn, có nghĩa là mình xin vào các công ty mà mẹ và bé đó để mình làm việc, và rất là may mắn là không có công ty nào nhận mình làm. Tại sao không công ty nào không nhận mình làm đã làm mà sự may mắn ạ? Mình cảm thấy là nếu mà lúc đó là mà những công ty đó mà nhận mình làm á, thực tế là mình cũng không có kinh nghiệm thì mình sẽ không không có ok, có nghĩa là mình làm việc không ok thì mình cũng không thích. Cái thứ hai nữa, nếu mà làm như vậy á thì hầu như là mình không có động lực á. Nếu mà công ty đã nhận mình làm thì những cái thời gian mà và khi mà nó không nhận mình làm thì mình rất là tức, mình nói là ủa sao mình cũng được mà sao không có công ty nào nhận mình làm. Cho nên đó là sau đó mình mới nói là nếu không công ty nào nhận mình làm thì mình sẽ tự làm một công ty để mình có thể tự làm chủ rồi đó. Trong quá trình bạn ra bạn làm kinh doanh thì có cái câu chuyện vui, những cái câu chuyện vui của bạn là gì? Câu chuyện vui đó là hầu như đó là mình là bác sĩ, khi mà bắt đầu ra là mình bác sĩ luôn chứ mình không có bán lẻ, mà từ trước đến bây giờ á thì vẫn là cái một một cái chủ đề mình làm cho mình rất là vui, đó là những người bán lẻ đi tìm mình á, những người mua lẻ mà người tiêu dùng á đi tìm mình, và họ chia sẻ cái cách để mà họ họ tìm ra sản phẩm và họ sử dụng sản phẩm là lúc nào cũng làm cho mình vui cả. Mặc dù á đó là những người mua lẻ, họ hầu như là không mua ở trực tiếp chỗ mình, nhưng mà họ mua những cửa hàng khác, nhưng mà khi mà họ chia sẻ những cái mà họ đã trải qua cái cách sử dụng sản phẩm đó, là mình rất là vui. Mình không hiểu tại sao, nhưng mà từ trước đến giờ, từ khi kinh doanh đến giờ, đến bây giờ vẫn vậy, cứ gặp một cái người nào mà mua lẻ là mình rất là vui, khi mà họ nói là sản phẩm của chị á là em thích lắm, em cứ cho con em mặc, hay là em phải tìm bằng được cái sản phẩm đó, thì mình cảm thấy mình rất là vui. Mặc dù là mình chuyên bán sỉ, không có bán tới người mua lẻ, nhưng mà những cái câu chuyện của người mua lẻ như vậy là làm mình cảm thấy rất là thích thú và rất là vui và rất là hạnh phúc, và sau đó mình kết bạn với những người mua lẻ đó luôn. Vâng, và hiện tại những người mà họ đang cần tìm cái nguồn hàng về đồ sơ sinh để họ bán á, và họ xem đoạn YouTube này, họ muốn gặp bạn á, họ họ biết bạn, vậy thì họ liên hệ bạn bằng cách nào ạ?
Các bạn có thể search trên Google cái thương hiệu của công ty mình. Công ty mình là công ty cổ phần Kaio, viết viết được viết là K y ngắn hai chữ O, và mọi người thường hay gọi mình là Kim Baby, có nghĩa là Kaio Baby. Những trang web nó là gì vậy? Trang web của nó là kaiobaby.com. Rồi, họ tìm qua kênh Facebook thì sao ạ? Bạn có thể tìm trên kênh Facebook là tên của mình là Nguyên Kim, hoặc là search số điện thoại là 0909 982 959 là sẽ ra cái Facebook của mình, Facebook cá nhân của mình. Có kênh YouTube không ạ? Bạn có thể lên YouTube để search ra cái trang YouTube của bên mình, đó là trang Kaio TV, K y ngắn hai chữ O TV. Một người mà họ muốn trở thành đại lý của bạn thì họ cần những điều kiện gì ạ? Mình rất là hoan nghênh những cái bạn mà nói rằng là sẽ trở thành, em muốn hợp tác với chị, trở thành nhà phân phối. Thường thường á là mình ít có đòi hỏi yêu cầu gì. Thường thường á là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trước, là xem đó là bạn đã làm gì và bạn đã bán sỉ chưa. Thì thường thường là mình hay ưu tiên những cái bạn đã bán sỉ rồi, bởi vì là bạn bán sỉ rồi thì bạn đã trải qua rất là nhiều thứ. Còn cái mà hợp tác với nhau thì mình sẽ về phía bên trong nữa, ví dụ như là bạn chứng minh cho mình được là bạn đã làm được cái gì, ví dụ như cái nơi khu vực của bạn sống là bạn đã bán được cho bao nhiêu người và doanh số của bạn bao nhiêu, và bạn đã từng bán nhãn hàng nào, thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau và từ đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Có nghĩa là hợp tác với nhau thì mình hay thiên về gọi là con người, thì khi mà trao đổi thì mình sẽ xem thử là chúng ta có hợp tác với nhau, và trước tiên thì chúng ta phải thử với nhau trước. Có nghĩa là bạn sẽ nhập một cái đơn hàng rất là nhỏ, và sau đó là hoặc là bạn yêu cầu bên mình gửi mẫu thì bên mình sẽ gửi cho bạn tất cả các mẫu, sau đó là bạn cứ đi chào hàng thị trường, nếu mà ok thì chúng ta sẽ hợp tác tiếp. Hiện tại thì bạn có những đại lý ở đâu rồi? Cái thương hiệu Kaio Beam, công ty của mình là công ty cổ phần Kaio nhưng mà nhãn hàng là Kaio Beam. Nếu mà nói về Kaio Beam á, thì miền Trung, miền Bắc và miền Nam thì không có xa lạ gì nhãn hàng này hết. Cho nên đó là bạn có thể mua ở Đà Nẵng nè, ở Huế cũng có, ở Hà Nội, ở Thanh Hóa, ở Sài Gòn, ở Bình Dương, ở Cần Thơ, ở Kiên Giang, ở Đắk Lắk, ở Buôn Mê Thuột, ở Gia Lai và các tỉnh khác. Hầu như là khách hàng đã quen với cái tên gọi là Bim Barbie. Là một người nữ mà vừa làm kinh doanh, vừa có con, gia đình nữa thì bạn có những khó khăn gì? Cái câu hỏi này là các bạn nữ mà mới kinh doanh nó hay hỏi mình lắm, và có mình nhớ là có gần đây nhất là mình chia sẻ là vì sao mình kinh doanh là có một bạn nữ đã khóc. Thì cái người phụ nữ kinh doanh á là nó có cái khó hơn là người đàn ông, đó là vừa phải là kinh doanh sao cho nó được có hiệu quả, mà vừa phải chăm sóc gia đình, có nghĩa là phải 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 xinh đẹp nè để chồng không có chán. Thứ hai nữa là con nó nghĩ bây giờ con nít rất là khôn, có nghĩa là mình không có chăm sóc nó là nó sẽ đi thương người khác chứ không có thương mình. Cho nên đó là mình phải cố gắng như thế nào đó có thời gian để cho con của mình cảm thấy là dù cho mình rất là bận rộn nhưng mà mình vẫn dành tình thương cho con, và mình làm tất cả là vì con nó cảm nhận được, chứ không thể nào là bạn chỉ nói rằng là bạn làm ra tiền đó mà và bạn đem tiền về cho con mà bạn không có dành tình thương cho con được. Con rất là nhạy cảm và con chỉ cần tình thương với ba mẹ thôi, chứ con không thực tế là con không có cần gì về vật chất. Chính vì thế là mình rất là ưu tiên về cái khi mà những cái lúc mà đi chơi chung nè, rồi những cái lúc mà nói chuyện nè, là hầu như là ngoài công việc ra là mình dành cho con là nhiều. Vâng, có rất là nhiều bạn muốn ra khởi nghiệp mà còn rất là nhùng nhằng, còn e ngại, thì bạn có cái lời khuyên gì ạ? Nếu mà hồi xưa mình khởi nghiệp mà có những cái điều kiện thuận lợi như bây giờ thì chắc mình không có quẩn đến như bây giờ. Cái những cái bạn mà đang khởi nghiệp mà vẫn còn lẫn quẩn thì mình chỉ có một cái lời khuyên duy nhất của các bạn như thế này, đó là các bạn phải làm.
mình thấy là vậy đó, có nghĩa là phải làm nó mới ra chứ chứ nghĩ nó không có ra vấn đề, nghĩa là cũng có việc đó mà mình làm nó lại khác, càng làm nó lại khác, mà cũng có việc đó mình nghĩ thì nó lại khác, nó hai hoàn toàn nó khác nhau. Có nghĩa là mình thấy á, là khi khi mà mình làm á thì cái việc lúc đầu nó sẽ rất là phức tạp, tại vì lúc mình nghĩ là nó đã phức tạp rồi, làm nó sẽ ít phức tạp hơn một chút xíu, nhưng mà bạn càng làm càng làm càng làm, bạn sẽ cảm thấy nó rất là đơn giản. Và khi mà bạn làm một cách rất là vô hình như vậy, bạn liên tục hành động như vậy, thì những cái thành công nó tự động nó đến với bạn một cách rất là dễ dàng và rất là tự nhiên, chứ không có gì khó hết. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vừa rồi các bạn đã xem cái đoạn chia sẻ của bạn Lương Nguyên Kim của công ty Kyo Baby, và các bạn nhớ bấm nút đăng ký nhé. Sẽ còn rất là nhiều đoạn video khác, và sẽ còn rất là nhiều cái bài học khác của các bạn doanh nhân khác. Cảm ơn bạn rất là nhiều.